Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt 4 phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh dạy nghề miễn phí cho người bị ảnh hưởng bởi Covid-19, chuẩn bị sẵn sàng cho người lao động trước những thay đổi của xã hội. Cộng đồng người Việt tại Canada và Malaysia tổ chức lễ giỗ tổ Hùng Vương bằng nhiều hình thức khác nhau. Tuần thơ Lưu Quang Vũ – Xuân Quỳnh được tổ chức tại 21 điểm thơ trên cả nước. Lần đầu tiên giọng đọc thơ, tư liệu sống hiếm hoi còn sót lại của nhà thơ Xuân Quỳnh được công bố. Thưa quý vị, gói hỗ trợ trị giá 13,5 triệu đô la Australia, tương đương hơn 17 triệu đô la Mỹ sẽ được cung cấp cho Việt Nam để phân phối và triển khai hiệu quả vaccine ngừa COVID-19. Thông tin vừa được chương trình đối tác Australia UNICEF vừa công bố vào sáng ngày 19 tháng 4. Khoản tài chính này sẽ hỗ trợ Việt Nam mua thiết bị dây chuyền lạnh để bảo quản và vận chuyển vaccine trên toàn quốc, thực hiện các khóa tập huấn và cung cấp tài liệu cho cán bộ và nhân viên y tế của Việt Nam sẵn sàng thực hiện tiêm chủng toàn dân, đồng thời hỗ trợ Việt Nam xây dựng kế hoạch tiêm chủng tại các vùng sâu, vùng xa, đảm bảo triển khai vaccine đồng bộ và công bằng. Tính tới nay, Australia đã cam kết hỗ trợ 40 triệu đô la Australia trong vòng 3 năm cho Việt Nam để mua và phân phối vaccine. Ngoài chương trình hợp tác với UNICEF lần này, Australia cũng đang tính tới việc mua vaccine thông qua thị trường toàn cầu để cung cấp cho Việt Nam và các đối tác khác ở khu vực Đông Nam Á. Trước tác động của dịch COVID-19, nhiều chương trình học nghề miễn phí mới được khởi động tại thành phố Hồ Chí Minh. Những chương trình này không chỉ đảm bảo chất lượng mà còn là sự sẵn sàng của người lao động trước những thay đổi của xã hội, đặc biệt là trong bối cảnh hàng triệu lao động tại Việt Nam bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Biết thông tin chương trình dạy nghề miễn phí của trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng từ mạng xã hội, anh Chiến quyết định đến đăng ký. Mặc dù chỉ dự định học lớp kỹ thuật chăm sóc xe cơ bản, nhưng sau khi được các tư vấn viên là giảng viên trực tiếp đứng lớp trao đổi, anh Chiến đã quyết định ghi danh tham dự 2 lớp học trong chương trình. Cái ngành học đang hot như vậy mà được miễn phí thì em rất là bất ngờ. Thầy cô ở đây tư vấn rất là kỹ, mình biết để mình chọn theo đúng và không mất thời gian. Học miễn phí nhưng toàn bộ những thiết bị đồ dùng học tập như tại khoa cơ khí này đều được dành cho học viên. Không những vậy, thời gian 1 tháng của khóa học cũng sẽ đảm bảo tính ưu việt của chương trình đào tạo như cho sinh viên của nhà trường. Những gì mà sinh viên học được ở trường không chỉ riêng về kiến thức, mà họ còn học về những cái kỹ năng. Chúng tôi coi như là giống như là những học viên chính khóa ở trường và dạy hướng huấn luyện những gì mà giống như là sinh viên ở trường của Thắng được huấn luyện. Chính vì vậy, chỉ sau 15 ngày thông báo, hơn 200 người đã đăng ký tham dự 24 lớp học trong chương trình Cao Thắng vì cộng đồng này. Phòng học vốn dĩ phải xoay tua 3 ca, giảng viên dù rất bận rộn nhưng vẫn tình nguyện sắp xếp tham gia giảng dạy miễn phí. Tìm việc khó khăn không chỉ vì là dịch COVID-19, mà là còn do cái sự thay đổi liên tục của công nghệ, nhất là ở thời kỳ 4.0 này. Cho nên người lao động phải tiếp tục cập nhật, đổi mới những kiến thức, kỹ năng, đừng có bỏ qua cái cơ hội tốt như thế này. Lớp học đầu tiên sẽ chính thức khai giảng vào tuần tới và sẽ còn cơ hội cho khoảng 200 người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 cập nhật kỹ năng và chuyển đổi nghề nghiệp trong vị thế chủ động. Trong tuần qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ đã phối hợp cùng với tạp chí Thời Đại và Hội hữu nghị Việt Nam Campuchia thành phố Cần Thơ tổ chức đoàn đến cửa khẩu quốc tế Thường Phước tại huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp để trao quà hỗ trợ cho cộng đồng Khmer gốc Việt sinh sống tại Campuchia. Đoàn đã trao quà tặng là những mặt hàng thiết yếu gồm lương thực thực phẩm, các nhu yếu phẩm và vật tư y tế cho người dân chống dịch như 50.000 khẩu trang, 3.000 chai nước rửa tay và 400 mì gói, tổng giá trị khoảng 400 triệu đồng. Hiện tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Campuchia vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống của người dân ở Campuchia nói chung và người Khmer gốc Việt nói riêng, đặc biệt là người dân tại tỉnh Kandan và tỉnh Prey Vien gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thực phẩm và các vật dụng phòng chống dịch. Hòa cùng với không khí giỗ tổ Hùng Vương ở trong nước, cộng đồng người Việt tại một số quốc gia trên thế giới cũng đã trang trọng tổ chức lễ giỗ tổ bằng nhiều hình thức khác nhau. Mới đây, Đại sứ quán Việt Nam tại Canada đã tổ chức lễ giỗ tổ Hùng Vương dưới hình thức trực tuyến trên toàn lãnh thổ Canada do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
buổi lễ đã được tổ chức tại các điểm cầu chính là Ottawa, Vancouver, Toronto, Montreal và Saskatchewan. Trong không khí trang nghiêm thành kính, Đại sứ Phạm Cao Phong đã thực hiện nghi thức dâng hương và đọc văn tế tưởng niệm các vua hùng, tri ân công đức tổ tiên đã có công dựng nước. Tại các điểm cầu, bà con cộng đồng người Việt tại Canada bày tỏ mong muốn văn hóa Việt sẽ lan tỏa mạnh mẽ hơn, để thế giới không chỉ biết đến Việt Nam như một dân tộc kiên cường trong các cuộc đấu tranh chống đế quốc, mà còn là một dân tộc giàu bản sắc văn hóa và tinh thần đoàn kết. Ngày 18 tháng 4, Ban Liên lạc Người Việt Nam và Hội Phụ nữ Việt Nam tại Malaysia cũng đã long trọng tổ chức lễ giỗ tổ Hùng Vương theo nghi lễ truyền thống. Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Trần Việt Thái cùng toàn thể cán bộ nhân viên sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam và đại diện kiều bào trên địa bàn đã cử hành các nghi lễ trọng thể, dâng hương, hoa, thành kính tri ân công đức các vị liệt tổ, liệt tông. Nhiều năm qua, bà con kiều bào Việt Nam tại Malaysia luôn hướng về quê hương nguồn cội. Việc tổ chức ngày giỗ tổ đã trở thành dịp để thể hiện tình cảm thiêng liêng, in sâu trong tâm khảm của mỗi người dân đất Việt. Sau buổi lễ, Đại sứ Trần Việt Thái đã trao quà cho lớp tiếng Việt do Hội Phụ nữ Việt Nam tại Malaysia tổ chức. Lớp tiếng Việt đã khai giảng từ tháng 10 năm 2016. Hiện tại, lớp học có khoảng 20 em theo học ở hai cấp độ khác nhau. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Đức năm 2011-2021 và thực hiện kế hoạch hợp tác giữa Bộ Ngoại giao hai nước, ngày 16 tháng 4, Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng cùng Quốc vụ Khanh Bộ Ngoại giao Đức Michael Berger đồng chủ trì cuộc họp nhóm điều hành chiến lược Việt Nam-Đức lần thứ 6 theo hình thức trực tuyến. Tại cuộc họp, Thứ trưởng Tô Anh Dũng đã thông báo về định hướng và chính sách đối ngoại của Việt Nam sau Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, ca ngợi nỗ lực, khẳng định Việt Nam mong muốn củng cố phát triển sâu rộng hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược Việt-Đức. Quốc vụ Khanh Michael Berger chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ 13, ca ngợi nỗ lực của Việt Nam trong công tác phòng chống dịch COVID-19, khẳng định coi trọng vai trò của Việt Nam trong triển khai định hướng chính sách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương được chính phủ Đức thông qua vào tháng 9 năm 2020. Trong thời gian tới, hai bên nhất trí phối hợp xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động chiến lược giai đoạn tiếp theo, chú trọng tăng cường tiếp xúc và trao đổi đoàn các cấp, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên như hợp tác chính trị, ngoại giao, an ninh quốc phòng, thương mại và đầu tư, hợp tác phát triển, năng lượng tái tạo, số hóa, đào tạo nghề, điều dưỡng viên. Thưa quý vị, một chiếc ghế nhựa, một cái khăn choàng, cây kéo và chiếc lược, những tiệm cắt tóc miễn phí có thể bắt gặp ở nhiều điểm vỉa hè trên đường phố thành phố Đà Nẵng thời gian qua đã mang lại niềm vui, hạnh phúc, sự sẻ chia với nhiều người lao động nghèo, sinh viên, học sinh khó khăn. Những thợ cắt tóc này đều là các bạn trẻ mong muốn việc làm đẹp của mình lan tỏa thông điệp sống tích cực cho cộng đồng. Đều đặn vào mỗi cuối tuần, từ 3 giờ chiều, nhóm bạn này lại có mặt tại đây để cắt tóc miễn phí. Hoạt động này đã tổ chức được gần một năm nay. Ban đầu khi thực hiện ý tưởng này, Như Ý không ngờ rằng có thể duy trì qua thời gian dài như vậy và nhận được nhiều sự ủng hộ từ người thân cho tới các bạn trẻ có đam mê với nghề cắt tóc. Em muốn nhắm tới những đối tượng các cô, anh, các chú và các em nhỏ mà đối tượng nghèo, không quan trọng về vải về ngò nhiều cho lắm. Thì bọn em hớt hoàn toàn miễn phí để cho có đỡ một phần nào đó cho trong cuộc sống của mọi người. Cũng trở thành một địa chỉ quen thuộc nằm ngay ngã tư Điện Biên Phủ, gần công viên 29 tháng 3. Điểm cắt tóc không đồng này đã hoạt động hơn một năm nay. Giữa những ồn ào của phố xá mỗi buổi chiều, đây như một điểm dừng chân ấm áp tình người. Do bọn em tổ chức được hơn một năm và sáu lần một tuần, giúp đỡ được cho những người khó khăn, những người nghèo. Em thấy hoạt động cắt tóc miễn phí này rất là tốt, cần phát huy. Khi cắt tóc xong em cảm thấy là đẹp. Những salon tóc vỉa hè như thế này có thể bắt gặp ở nhiều nơi trong thành phố. Ở đây, không chỉ những người khách tới cắt tóc được nhận lấy niềm vui từ sự sẻ chia ấm áp tình người, mà chính những người thợ cắt tóc cũng được cảm nhận niềm hạnh phúc từ việc làm bé nhỏ đầy ý nghĩa của mình, góp phần làm đẹp hơn cho thành phố mình đang sống. Tiếp nối bản tin là các thông tin văn hóa. Chân dung Madame Phương, bức tranh sơn dầu của họa sĩ Mai Trung Thứ vừa được bán với mức giá kỷ lục là 3,1 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng 75 tỷ đồng. Bức tranh được bán khởi điểm với giá 500.000 đô la Mỹ, sau đó nâng dần lên 1,9 triệu đô la Mỹ, 2 triệu đô la Mỹ, 2,1 triệu đô la Mỹ, 2,5 triệu đô la và dừng ở mức 2,573 triệu đô la Mỹ.
sau khi tính thuế phí, bức tranh đạt 3,1 triệu đô la Mỹ, trở thành bức tranh Việt có mức giá ước chừng cao nhất từ trước đến nay. Chân dung Madame Phương là tác phẩm của họa sĩ Mai Trung Thứ, một trong 4 danh họa Việt Nam xuất thân từ trường Mỹ thuật Đông Dương và thành danh ở Pháp. Đây là tác phẩm sơn dầu trên vải, kích thước 135,5 x 80 cm, ngọc dưới bên phải có chữ ký tác giả và ghi năm 1930. Thưa quý vị, đã nhiều năm kể từ ngày đôi vợ chồng nghệ sĩ Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh rời xa nhân thế. Thế nhưng những vần thơ, những vở kịch của hai nghệ sĩ vẫn sống mãi trong lòng khán giả hâm mộ. Tuần vừa qua, nhân dịp kỷ niệm ngày sinh nhật lần thứ 73 của nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ, Tuần thơ Xe Sẽ Chứ 2021 đã được tổ chức tại 21 điểm thơ trên khắp cả nước, quy tụ những tâm hồn yêu thơ ca nói chung và yêu thơ Lưu Quang Vũ nói riêng. Đặc biệt tại điểm thơ Trung tâm Văn hóa Pháp tổ chức tại Hà Nội vào cuối tuần qua, lần đầu tiên giọng đọc thơ, tư liệu sống hiếm hoi còn sót lại của Xuân Quỳnh cùng một bài thơ và bản thảo viết tay của Lưu Quang Vũ đã được công bố. Con ôm mẹ, con hôn của con sao nhiều thế? Ừ, của con nhiều quá, nhưng mẹ lại nhiều hơn. Vì tất cả của con, mà con là của mẹ. Để lại cho đời hàng trăm di cảo thơ và kịch, nhưng sinh thời, Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh lưu lại rất ít tư liệu hình ảnh cá nhân. Đoạn ghi âm được thi sĩ Xuân Quỳnh đọc trên đài phát thanh là phần hiếm hoi còn lại và đến hôm nay mới được công bố. Này anh, em hát anh nghe, dẫu không hay cũng đừng chê đừng cười. Mùa xuân tôi hát với người, với con tàu, hát những lời thương yêu. Trong tuần thơ, hàng trăm người, lớn, nhỏ, già, trẻ, cả các nghệ sĩ nổi tiếng cùng thể hiện các tác phẩm của Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh dưới nhiều hình thức. Phim tài liệu, hát những ca khúc được phổ nhạc, chia sẻ kỷ niệm và nhiều người bạn nước ngoài đã đọc thơ của nghệ sĩ được dịch ra 20 ngôn ngữ khác nhau. Tất cả đều bày tỏ tình yêu với tác giả, tác phẩm qua năm tháng. Nó linh thiêng trong xúc cảm. Chúng tôi nó không còn ranh giới giữa khán giả và những người nghệ sĩ. Chúng tôi chỉ còn một cái kết nối duy nhất, đó là những người yêu Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh. Rất là xúc động, tất nhiên rồi, cảm xúc nó rất là dồn nén, bởi vì trong tuần vừa rồi thì tôi cũng cùng với sinh viên của trường cũng lập nên một cái điểm thơ, cũng là một cái đêm để cho các bạn là sinh ra những năm 2000 nhưng mà vẫn có thể đọc được những vần thơ đấy của nhà thơ. 40 năm cuộc đời ngắn ngủi, nhưng Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh đã khiến hàng triệu trái tim rung động trước tình yêu mãnh liệt và tâm hồn văn chương của họ. Trên mái nhà, cao vút rừng cây, trên rừng cây những đám mây xô dạt, trên ngày tháng, trên cả niềm cay đắng, thơ tôi là mây trắng của đời tôi. Và đến đây thì bản tin Người Việt bốn phương của chúng tôi cũng xin được khép lại. Quý vị và các bạn có thể xem trực tuyến kênh VTV4 qua địa chỉ website VTV Go đang được hiển thị trên màn hình. Hoặc quý vị cũng có thể tải ứng dụng này từ các kho ứng dụng App Store hoặc là Google Play. Xin chào và hẹn gặp lại!